tác phẩm cuốn Gia Phả Bị Thất Lạc của nhà văn Hồ Sĩ Hậu. Đoạn 2. Đội Nghĩa Dũng xuất quân vào đầu giờ thìn, mặt trời đã lên khỏi hòn làng phía đông. Họ đi như chạy theo con đường đất đắp qua cánh đồng nối hai làng, để đến ứng cứu làng biển. Con đường này đã bao lần chứng kiến cảnh võng lọng của những người đổ đạt về làng vinh quy bái tổ. Nó chỉ rộng đủ cho bốn hàng người của đám dước. Cách làng biển vài trăm thước, họ bị chặn lại bởi đạn của quân Tả đạo bắn ra từ lũy đầu làng. Mấy người đi đầu trúng đạn, gục ngã, Hồ Quy, người anh họ của Tân chết ngay, hai người khác bị thương. Cả đoàn người nằm dạp xuống mặt đường. Đạn vẫn bắn ra như mưa. Trong tay họ chỉ có cung tên, gió mát nên không thể đáp trả. Hai bên là đồng nước, không có chỗ ẩn nấp. Chi huyện, người chỉ huy đội Nghĩa Dũng nhận ra không thể tiến lên được. Ông ra lệnh mang người chết và bị thương rút về làng cố thủ. Đội Nghĩa Dũng rút vào làng, đóng chặt cổng, tăng cường thêm ván, dùng cột lớn chống chặn phía trong, ga che chắc đầy cổng, trông cắm thêm từ phía trong. Những người khỏe nhất được giao chấn giữ. Quan phủ họ Trương đứng ở sân đình giao việc cho từng nhóm Nghĩa Dũng bảo vệ các hướng. Đến cuối giờ thì toán quân Tả đạo hàng trăm người đã đến cổng tây của làng. Họ không chỉ từ làng biển kéo xuống, mà còn lực lượng chi viện của các làng đạo lân cận. Chúng la hét xông vào phá cổng làng. Những người bảo vệ với cung, nỏ và một vài cây súng kiếp chiến đấu hết mình. Nhưng lực lượng Tả đạo đông quá, chúng tràn lên phá cổng. Đạn bắn vào xối xả. Mấy cây dơm bốc cháy khiến cho không khí ngột ngạt, mù mịt khói. Cuộc chiến đấu không cân sức giữa vài chục người giữ cổng chỉ có trong tay cung nỏ, giáo mát, gậy gộc với hàng trăm giáo dân sát khí đằng đằng có súng, của người Tây trang bị chỉ kéo dài chưa được nửa canh giờ. Bốn người hy sinh. Quân Tả đạo đã phá được cổng, tràn vào làng. Chúng hét lớn, tha đàn bà, giết đàn ông. Những cuộc vật lộn, giáp lá cà diễn ra khốc liệt trên các con ngõ, các góc vườn. Cái khẩu hiệu tha đàn bà, giết đàn ông chẳng hề nói lên điều gì trong cảnh hỗn loạn. Nhà cháy, người chết, tiếng đàn bà trẻ con gào khóc ở khắp mọi nơi. Những đứa trẻ lạc cha mẹ gục ngã trên đường vì dính đạn. Những người ốm không thể thoát ra ngoài khi nhà cháy. Những người vợ bị đâm chết khi họ giằng co, đứng ra bảo vệ hoặc băng bó cho chồng. Ông Thành cùng Tú Trình chặn địch vào đền làng. Với khẩu súng kiếp trên tay, Tú Trình bắn gục một tên cầm kiếm đang xông qua cổng. Nhưng ngay sau đó, anh trúng đạn. Ông Thành nâng anh dậy, máu trào từ ngực đã chảy thành vũng trên mặt sân đền. Ông cõng Trình ra phía sau đền, máu từ vết thương Trình vẫn dòng dòng chảy. Trình thều thào, tôi không thể qua khỏi đâu. Nếu chú thương tôi, xin chú về giúp những người trong nhà tôi trốn khỏi sự tàn sát của chúng nó. Nói xong, Tú Trình tắt thở trên tay ông. Ông Thành chạy về nhà cụ Án khi ba người đàn bà Án, cô Trinh vợ Tú Trình, cô Lan vợ Hàng Kính và hai đứa nhỏ đang vô cùng lo lắng chờ Tú Trình về. Cả làng đang chìm trong khói lửa. Quân Tả đạo đang tìm trả thù các gia đình văn thân. Bởi vậy, ông Thành hiểu rất rõ sự nguy hiểm đang đe dọa họ. Bà Án hỏi, chú Trình nhà tôi sao rồi? Nhìn nét mặt lo lắng và vành tan chồng đang quấn trắng trên đầu bà, ông Thành hiểu rằng nếu bây giờ báo tin Tú Trình bị giết thì chắc bà sẽ suy sụp ghê gớm và hậu quả chưa thể lường hết được. Ông nói, chú ấy vẫn đang cùng anh em chiến đấu. Giờ nhà mình phải lánh đi, đề phòng chúng trả thù các gia đình văn thân. Ông dẫn họ chạy đến một gò đất có bụi dưới lớn giữa đám cỏ dại lúc đầu. Đó là một nơi kín đáo người lớn chẳng ai để ý đến, còn bọn trẻ thường trốn ra chơi trận giả. Từ nơi này, có thể luồn ra cánh đồng để đi khỏi làng. Cô Trinh, vợ Tú Trình là người bình tĩnh nhất. Trong những người đàn bà và trẻ nhỏ còn lại trong gia đình này, bây giờ cô đã trở thành trụ cột. Bé đứa bé hơn một tuổi trên tay, cô nói với ông Thành. Chúng tôi ở đây ổn rồi, giờ chú phải về ngay mà lo cho cô ấy và cháu. Thấy ông Thành chần chừ, cô chỉ vào lối tắt ra cánh đồng. Chú cứ đi đi. Nếu có chuyện gì, tôi sẽ theo lối này sang làng Thạch. Bên ấy có người bà con. Ông Thành từ biệt họ và lao ngay về nhà. Xóm giếng là nơi xa cổng làng nên ông mong sao bọn Tả đạo vẫn chưa tới. Sau khi giết mấy người bảo vệ đền làng, quân Tả đạo xông vào đền chất dơm đốt. Khói dơm trùm kín lối ra, nhưng không hiểu sao không thấy lửa bùng lên. Một tên hùng hổ cầm bùi nhùi vào tiếp lửa. Một cây gỗ gác trên xà nhà bất thần rơi xuống đầu, làm hắn chết ngay tại chỗ. Đám quân Tả đạo lôi hắn ra. Họ bỗng cảm thấy có cái gì bất thường trong ngôi đền này, thấy dần dần nên rút ra xa, bỏ lại ngôi đền đang bị khói trùm kín. Cha con chi phủ họ Trương chặn địch lối vào đình làng. Người con trai của ông, một tú tài trẻ tuổi đã trúng một ngọn giáo khi đang vật lộn, còn ông thì bị bắn gục ngay bậc đình làng. Ông Lan Trung họ Phan bị một nhát đâm chí tử khi một mình chống lại hàng chục tên xông vào phá nhà thờ họ. Cuộc chiến đấu không chỉ không cân sức về quân số, trang bị, mà rất nhiều người trong đội Nghĩa Dũng là học trò dùi mài kinh sử, chẳng hạo binh đao. Họ chiến đấu khi quân Tả đạo tràn ngập khắp làng, trong tiếng khóc, tiếng la hét của vợ con. Đến giờ mùi thì lực lượng Nghĩa Dũng hoàn toàn vỡ trận.
quân Tả Đạo bắt đầu vào từng nhà lục soát, đốt phá, cướp bóc. Dân làng tìm mạnh ai nấy chạy. Họ chui vào bụi rậm, nằm ép xuống rãnh khoai, chạy ra đồng nấp trong ruộng lúa. Giờ thì không phải là cuộc chiến đấu nữa, mà là một cuộc chém giết, đốt phá. Xác người nằm rải rác khắp đường làng, trên sân, trong vườn. Hết đoạn 2, xin mời quý vị nghe đoạn 3 ở clip tiếp theo.